hai một người. Chúc hai người một ngày tốt lành. Chúc cô một ngày tốt lành. Thank you. Où je ne pensais qu'à toi, ni les ennuis, ni les oublis, ne me feront. Hello, cô tên gì? Đừng có đụng vào tôi. Nè, xin lỗi nghe, cô là bạn gái của tôi, đừng đụng vào cô. Phải hơn. Em muốn nói với anh, em có thai rồi. Anh biết chuyện này rất đột ngột. Em lấy anh nha. Ngoài đầu mong hướng thiên, hoài nội có sứ mệnh chi ý. Mơ liên vĩnh mỹ duyên, một phân một giây, truyền vì mỗi trống trường niên. Mong giờ thì mong niên dư lý tưởng trùng điệp mồ gọi pha miên tiền mỗi một trong thiếu tiền chỉ miên duyên ngài yêu yêu hoàn thành mục tiêu mỗi đoạn khảo nghiệm mỗi đoạn trong xin nhất thay đế mồ niên tài năng thành chuyển chấp nhất thay trùng yêu tài năng vị trí son niên lâu lại đại trợ huyết hành mỗi điều liệu trong một yêu sáng yêu tha nhân chi. Tôi giao cho toàn bộ tâm thiếu, lòng lòng sâu lại vì là một cái tin. Nhân viên hoàng gia Bhutan dự kiến hôm nay sẽ tới Hồng Kông để giao lưu văn hóa, nhưng vì sân bay bên đó đột nhiên xảy ra sự cố đặc biệt, tất cả chuyến bay đều hủy bỏ. Tạm thời chưa biết sân bay khi nào mở lại. Nếu có tin gì mới tôi sẽ lập tức thông báo cho mọi người. Ok. Rõ. Ngoài ra thì thứ hai tuần sau, nữ ca sĩ gốc Hoa Cherry Martin sẽ bay từ nước Anh tới Hồng Kông để mở live show. Cherry Martin, tôi còn nhớ vào 2 năm trước, trước khi cô bắt đầu chuyến lưu diễn live show vòng quanh thế giới, thì cô đột nhiên tuyên bố rút lui khỏi showbiz, còn hủy bỏ tất cả show diễn. Tôi nhớ lúc đó cô làm rất nhiều fan hâm mộ thất vọng. Không ngờ 2 năm sau cô muốn tái xuất trở lại. Tôi có coi qua một số bình luận về cổ, có rất nhiều người phản đối sự tái xuất lần này của cổ đó. Nghe nói nước ngoài cô còn nhận được đe dọa nữa. Rút lui thì quá đột ngột, tái xuất thì quá rầm rộ, chắc chắn fan hâm mộ sẽ phản đối kịch liệt. Mặc dù cục an ninh đánh giá rủi ro buổi live show lần này thuộc dạng bậc thấp, và nhà tổ chức cũng đã thuê bảo vệ cá nhân, nhưng mà tôi cũng muốn mọi người luôn đề cao cảnh giác. Dạng cấp dưới của mọi người lúc ra ngoài tuần tra phải chú ý hơn. Ok. Rõ. Anh Cẩn. Ừ? Giày của anh kìa. Anh Cẩn. Hả? Túi của anh kìa. Cảm ơn. Anh không sao chứ? Tại dạo này có chuyện nhà hơi phiền một chút thôi. Không phải cãi nhau với vợ anh là được rồi. Tôi và vợ tôi ly dị nhiều năm rồi. À, xin lỗi. Không sao đâu. Cảm ơn nha. Sao hai người không nhắc tôi chứ? Anh không biết thì bớt cái miệng hỏi giùm đi. Nhiều chuyện quá. Tan ca xong có tập luyện không? Tan ca xong có tập luyện không? Làm gì vậy? Đi như đứa con nít vậy. Bây giờ mới biết sợ hay sao? Tôi không rảnh tập với anh đâu. Bớt hóng hách đi. Lát nữa anh cũng trốn chui trốn nhủi tập luyện cho coi. Con mắt nào thấy tôi trốn chui trốn nhủi tập luyện hồi nào chứ? Mắt trái thấy, mắt phải thấy, hay mắt cá chân vậy? Phải đó, mắt cá chân đó có cần kiểm để tra hay không? Nè, con đi, con đi chứ. Con đi sao nè, không vậy? Con đi, thật ra hai người có phải là gay không vậy? Bệnh thần kinh.
Bạn gái tôi gọi rồi nè. Alo em yêu, làm gì ở? Sao rồi, nhớ anh lắm hả? Ngày nào anh cũng nhớ em hết đó. Sao mà ngoan dữ vậy ta? Em nhớ ăn uống đầy đủ mới đi làm đó. Biết rồi, em cũng đừng để bụng đói đó nha, có biết không? Biết rồi. Ok, bye. Bye bye. Nhìn thấy chưa? Ganh tị lắm có phải gì không? Không có bạn gái hả? Tôi nghĩ có những thứ tôi không cần phải giải thích với hai người. Bộ anh bị bệnh hả? Bệnh nặng lắm thì phải. Giống như anh vậy đó. Cái thằng Ganh này. Chạy đi, chạy đi. À. Cô có thấy không? Mọi người đều biến thành dân cúi đầu, chơi iPad, chơi điện thoại. Ơi, rõ ràng đang mặt đối mặt vậy mà. Không có miệng nói được sao, đúng không? Nếu như người đó là người anh không muốn gặp, nhưng mỗi ngày đều bị ép phải gặp, đổi lại là tôi cũng chọn bấm điện thoại thôi. Nói cũng đúng. Tập đoàn kiến trúc gần đây chịu sự ảnh hưởng của việc thu thuế hải quan, khiến cho doanh số nửa đầu năm bị giảm đi một nửa. Hôm nay xả tháo cổ phiếu. Cô cũng coi tin tức tài chính sao? Đâu có. Hello. Xin chào. Hello. Xin chào các cô. Rất vui được làm quen. À, hôm nay cô bay chuyến nào vậy? Hôm nay tôi bay chuyến Đài Bắc. Chỗ đó tiên thời địa lợi. Bay qua đó, nhiều người cũng đẹp hơn, giống như mấy cô đây vậy. Thật là ngại quá, hình như chưa gặp qua anh thì phải. Gọi tôi là Sam được rồi. Tôi bay chuyến đường dài. Tôi mới từ chuyến Bhutan bay về đây. Tính luôn chuyến này, tôi bay được hơn 6.000 mấy giờ bay rồi. À, chúng ta chụp tấm selfie nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Và chúng ta cùng nhau chụp nha. Rất vui được quen biết với mấy cô. Hy vọng lần sau được gặp lại. Nè tôi biết chưa? Thượng lộ bình an. Nay tôi biết dư, tôi đi trước đây. Nè, các cô không cảm thấy người này có chút kỳ lạ hay sao? Mấy người Tây thường hay vậy lắm. Hả? Nè, đừng có bận tâm, Nana chúng ta đi coi lịch trực ca đi. Cảm ơn cô. À, xin chào một chút. Thank you. Xin chào. Chuẩn bị bay sao? Phải. Bay đi đâu vậy? Bay qua Nepal. Ê, trùng hợp vậy. Tôi vừa từ bên đó bay về. Chứ không phải Nepal mà là Bhutan. Nó ở kế bên một chút. Phong cảnh Bhutan thật sự rất là đẹp đó. Cô từng bay qua Bhutan chưa? À, chưa có. Mời cô trước. Thank you. Dù sao đi nữa, cũng rất vui khi được quen biết với cô. Nay tôi biết chưa? Hẹn lần sau gặp lại. Bye bye. Bye bye. À, anh phi công à, phiền anh một chút. Có chuyện gì sếp? Vừa nãy anh nói anh ở Bhutan bay về đây có phải không? Ờ. Sân bay bên phía Bhutan xảy ra sự cố, toàn bộ chuyến bay đều bị hủy bỏ. Lấy gì bay về vậy?
Tôi lúc nãy nói nhầm. Tôi từ Sweden bay về đây. Bây giờ tôi phải bay rồi. Làm phiền anh đưa thẻ nhân viên cho. Để anh kia, đứng lại đó. Đứng lại nghe chưa. Chị ra đuổi theo. Thiệt. Anh xứng đáng được không hách đó. Chỉ cần vài chiêu là giải quyết được thằng phi công đó. Bộ trưởng đúng là ngầu thiệt. Anh đừng có khen ảnh nhiều quá. Anh đã đủ không hách lắm rồi. Nói chứ nó làm gì cũng dốc hết sức lắm. Sánh bằng với đủ đô đó. Dân mạng nói anh này đẹp trai, mặt rất là ngầu đó. Đám gái bị ảnh cửa trơn rồi. Anh coi ảnh đi. Uống ly nước thôi cũng làm mặt ngầu nữa. Sao rồi, rảnh rỗi quá qua đây tìm người nói chuyện. Không cần làm hay sao? Vụ án buôn lậu linh kiện điện tử phán được chưa vậy? Đang theo dõi. Chỉ có chiếc xe bị mất và số hàng thôi. Làm gì dễ dàng tìm được đám người buôn lậu chứ. Chưa gì đã nói không tìm được. Ai đã từng nói nhân viên cảnh vụ quan trọng nhất phải cần cái gì hả? Kiên trì chứ gì. Được rồi, tôi sẽ cố gắng học tập anh thật tốt. Bây giờ anh được phong làm đặc cảnh sân bay, cao to đẹp trai, bắt tại trận cái anh phi công gì đó đó. Về phần đẹp trai á, thì đó là sự thật rồi. Không cần anh giúp tôi tuyên truyền khắp mọi nơi đâu. Với lại cái người phi công đó, vừa nhìn đã biết là giả dạng rồi. Cậu của hắn mới là phi công. Hắn đang cấp thẻ phi công để lẻn vào hãng hàng không, chụp lén dưới váy của tiếp viên hàng không mà thôi. Biến thái thiệt chứ. Xã hội bây giờ biến thái cỡ nào cũng có. Nhưng mà lần này phu trương thông minh lắm đó. Ảnh nhớ được sân bay Bhutan đang gặp sự cố, căn bản máy bay không thể nào đáp xuống được, vì vậy mới bị anh phát hiện. Nè, cho anh một tràng pháo tay đi. Nhớ kỹ đó, đừng để cái sự thật này tuyên truyền ra ngoài nữa nha. Sếp đặng. Mọi người ngồi đi, trước cảnh sân. Dân mạng phong cậu làm năm thần đặc cảnh có phải không? Cũng do dân mạng nể mặt mà thôi. Vụ gì bắt kẻ da màu phi công, cậu làm tốt lắm đó. Cảm ơn sếp. Trạng thái tôi rất tốt. Tôi đã sẵn sàng đại diện cảnh đội đi tham gia hội vận động quốc tế của cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Thật ra mới sáng sớm mà đã tới đây tập luyện để làm gì chứ. Mấy sếp cũng đâu có chọn anh làm đại diện tham gia thi đấu. Anh cũng biết rõ bản thân sẽ thua mà. Mới sáng sớm cũng tới đây tập đó thôi. Không được thì đừng có cố gượng. Nếu không sẽ làm tổn thương tới gân càng tệ hơn. Ai nói tôi không được chứ. Rồi, mới sáng sớm đã đạp hết ga rồi. Coi chừng sức khỏe đó nha. Nè, tôi có đem chai rượu thuốc cho anh nè. Lát nữa tắm xong nhớ lấy ra thoa nha. Lưng của tôi không sao, chỉ là hơi tức trong người một chút mà thôi. Anh giận tôi thì được cái gì chứ. Mấy thằng cấp dưới như tôi, cấp trên kêu thi đấu thì tôi không được từ chối. Anh nhỏ mọn với tôi cũng vô ích, tôi cũng hết cách thôi. Ai nhỏ mọn vậy? Anh hả? Đâu có, ở đây đâu có ai nhỏ mọn. Tức là anh không giận tôi ha. Tôi không phải là bạn gái của anh, không đòi hỏi như cổ đâu. Lãnh lương xong anh mời tôi tới quán bar uống rượu thì tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Làm gì suốt ngày bắt tôi mời là sao? Bộ anh biến thái hả? Rõ ràng anh biết tôi lãnh lương xong được phải nộp hết cho bà Mã, tiện đâu mà mời hoài. Anh kêu kiệt thì nhận đại đi, còn dám nói tôi biến thái nữa. Đừng lấy má ra làm bia đỡ đạn hoài. Tốt nhất trên đời chỉ có má mà thôi. Anh không hiểu được đâu. Học hành thì không chịu cố gắng, tập gym cũng không cố gắng nữa. Nè, tôi thấy năng lượng của đủ đô mạnh hơn anh nhiều. Tối ngày chỉ biết tập luyện, không biết anh muốn cái gì. Tôi luôn cảm thấy ảnh có gì không ổn. Anh đừng tên Easy nữa, nói tên Missy đi. Y như con gái gì. Tôi để ý lâu lắm rồi. Hình như là ảnh không có khuyết điểm thì phải. Nếu như ảnh mà vào chung kết thì nguy to rồi. Anh nhìn qua bên này trước đi. Bên này mới là người không có khuyết điểm nè. Đây mới chính là khuyết điểm của anh đó. Còn nói không. Anh coi nè, móng tay dài quá chừng luôn. Vậy em giúp cho anh cắt bớt đi. Wow, chờ hết mấy tiếng đồng hồ rồi. Hai người có đói bụng không vậy? Nghĩ sao không? Wow, món ngon đương nhiên phải đợi lâu chút rồi. Hai anh có biết mức đánh giá trên mạng của nhà hàng này tới 4 sao chà, không? 4 sao lận hả? Sau khi ăn xong đánh trắm một cái có thơm hơn được miếng nào không? Anh nói chuyện thì gớm quá. Gớm lắm hả? Anh gớm cũng không bằng cái thằng James đó nha. Hả? Ai là James?
Muốn biết có phải vậy không? Cái người giả mạo phi công đó, cho coi nè. Hắn đem số hình chụp được, đăng hết lên trên mạng đó. Wow, hắn chụp lén người ta kìa. Người đó không phải là tôi đâu nha. Cô xem nè, cái cô gái thon gọn nhỏ nhắn phía sau mới là tôi đó. Tôi không biết ảnh giận gì nữa. Anh không phải là giận. Em coi nè, bị chụp lén cái đùi thì không chụp được bộ mặt. Tuy em không bị chụp lén đùi, nhưng em bị chụp được gương mặt của em. Nên anh muốn nói, lúc anh không ở bên cạnh em, anh muốn em có thể tự bảo vệ cho bản thân mình đó, hiểu không? Được thôi. Em đó cũng phải cẩn thận đó, có biết không? Em biết rồi mà. Nhưng mà không ngờ bây giờ bọn họ lộng hành tới vậy. Lộng hành lắm. Mai là hồi sáng có thằng khờ nhanh tay lẹ chân bắt được tên cơ trưởng giả thôi, không thì phiền phức lắm. Hơi, cuối cùng cũng tới, ra liền. Chờ anh món của anh đi. Chờ lâu lắm rồi đó. Cảm ơn. Dạ qua đường đi. Ăn tới rồi, ăn được rồi. Cảm ơn anh. Đó lắm rồi. Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi. Đợi lâu như vậy mà còn mất tiền nữa, điên thiệt mà. Nè anh đừng như vậy được không hả? Đã nói trước là nấu chậm mà, tất nhiên sẽ hơi lâu rồi. Anh cứ cằn nhằn hoài. Lỡ như anh thích ăn thì sao đây chứ? Ờ, lâu lâu một lần thôi mà, cái gì cũng phải thử chứ, baby ha. Sushi cà ri cá hồi. Cho mì bò kho vị kem. đặc sắc thiệt. Vậy là sao? Có ý kiến gì? Vậy thì đừng ăn nha. Ê, đừng. Đâu có ai nói, anh nói hả? Tôi không, anh có ý kiến sao? Tôi không có, không có ai nói mà. Không có. Vậy anh muốn ăn hay không? Tất nhiên là ăn rồi, tụi tôi từ nhỏ tới lớn cũng thích ăn lắm. Chúng tôi không yêu cầu cao về thức ăn đâu. Baby thích ăn gì tôi ăn cái đó. Vậy thì ngoan. Làm người thì cũng nên thử đồ mới mà, phải không? Đáng thương, em đút anh ăn. Đút nó đi, nó thích ăn lắm đó. Ăn sushi đi, lúc nãy anh nói muốn ăn mà. Có ngon không? Ngon. Em đã nói là ngon rồi mà. Nè, ăn cái cơm này đi. Có chạy đủ chưa? Vẫn chưa. Nghỉ một chút chạy tiếp nha. Ê, tập luyện hả? Tập luyện tốt mà. Nhất là cô đó. Sao nhìn chầm chầm người ta vậy? Anh có bạn gái rồi đó. Trời ơi, cô nói cái gì vậy hả? Tôi chỉ thấy ảnh quen quá, không biết từng gặp ở đâu thôi. Cô đừng có nói với tôi là chuyện tình kiếp trước nha. Nhưng mà cũng phải thôi, tôi nghĩ kiếp trước chắc cô đã giết cả nhà của ảnh. Nếu không thì kiếp này, ảnh cũng không nhắm cô như vậy. Tôi cắn cô đó. Đuổi kịp tôi mới tính. Gái mập chạy chậm. Anh kêu ai gái mập vậy? Ở đây đâu còn ai nữa, chắc là nó cô rồi. Anh... Nè trời ơi, cô quên hết rồi sao? Tôi nè, là... Ra! Tôi không nghe anh nói cái gì hết, anh nói cái gì vậy? Sorry nha, tôi chỉ nói một lần thôi, không giúp được cô rồi. Bye! Tình tình. Con về rồi sao không nói trước chứ? Má nấu canh cho con. Có thời gian nên về thăm ba má đó mà. Ngoan thiệt. Cổ của má sao chảy máu vậy? Có máu hả? Bị viêm hả? Đâu phải đâu. Không phải đâu. Lúc nãy ba ăn sherry á, bị văng nước lên thôi hả? Vậy sao? Lòi nhòi thiệt. Không sao, yên tâm đi. Hôm nay má cũng đi làm rồi. Sao má không nghỉ thêm vài ngày đi? Ở nhà không làm gì chán lắm. Con đói bụng chưa? Má đi nấu cơm. Nè. Hay là lát nữa ra ngoài ăn đi, được không? Vậy đỡ phải nấu. Cũng được đó, nói tới ăn ba định mời đồng nghiệp của con là cô Trương lên ăn một bữa. Phải rồi, khi nào con rảnh mời cô ấy dùng bữa nha. Cũng được đó. Thật ra ba má có ấn tượng gì với anh ấy không? Cậu ấy có cặp mắt to và đẹp trai vậy, nếu má gặp qua thì chắc chắn có ấn tượng. Có ấn tượng không không quan trọng, quan trọng là ba nhìn thấy cô ấy, biết cô ấy tài giỏi rồi. Nè, có phải còn có ý gì với cậu ấy không? Có thì chủ động đi, đừng tốn thời gian.
Không có gì hết, không có hứng thú, chỉ hỏi thôi. Không có hứng thú thì hỏi ba má làm gì chứ, thiệt là. Ấn tượng ba má tốt lắm đó, người ta có bạn gái rồi. Ê nè, một ngày chưa cưới thì vẫn còn cơ hội mà. Má của con nói đúng đó. Ba má có ra ngoài ăn cơm không? Thay đồ đi đây. Mà cùng lắm lát nữa cho em làm cảnh sát lại. Em không chịu, em không làm, em không làm, em không chịu, em không làm, em không làm, em không làm. Nếu như một lát nữa em làm thì anh mời em ăn bánh snack nha. Em muốn ăn liền. Ok, không thành vấn đề, nhưng em ăn xong thì phải làm đó nha. Không làm là con vịt xấu xí. Bắn hỏng trứng, bắn hỏng trứng, bắn hỏng trứng. Còn không bắn được em nữa, đứng lên đây. Còn không đứng lên. Đang có chật lét mà, đang mà. Đang mà. Mấy đứa nhỏ giỡn vui thiệt. Ủa con ra ngoài sao? Ba mua thịt bò ngon rồi. Con ra ngoài ăn cơm với bạn. Lần sau ra ngoài nói sớm đi. Con đâu có kêu ba nấu phần con đâu. Sau này nếu có định nấu cơm thì nói với con một tiếng. Hoặc sau này không cần nấu phần con cũng được. À đúng rồi, khi nào con nghỉ phép? Đi thăm xế ô long đó con đi không? Chưa xếp lịch, xếp rồi nói cho ba nghe. Nè, sao ba lại vô phòng con? Phải không vậy? Lại lén còn máy tính của con nữa. Thứ nhất, ba không cố tình xem máy tính của con. Thứ hai, con qua Canada thăm má hồi nào sao không nói với ba? Con đã 18 tuổi rồi, không cần chuyện gì cũng phải nói với ba. Con thích làm chuyện gì là quyền tự do của con. Lần kia con nói với ba con đi qua Mỹ du lịch, thật ra là qua Canada để thăm má. Nhưng con với má cũng không muốn cho ba biết. Sao cũng được, má cũng đã không còn là vợ của ba nữa, biết cũng vô dụng thôi. Đống áo này sau này con tự biết giặt. Làm ơn ba đừng tùy tiện vào phòng của con nữa. Ok, ra ngoài giùm con đi. Đây là con dâu của tôi, Nhân. Cảm ơn anh. Thôi chết rồi, sao đặt đặt rồi đặt rồi. Sao rồi em trai khờ? Chị hai à. Cái gì mà em trai khờ chứ, chị gọi tên em dễ nghe chút có được không? Câu này là dễ nghe nhất rồi đó. Chị có nhận được tấm hình đẹp trai mà em gửi cho chị không? Thấy rồi, mặc đồng phục đẹp trai lắm luôn. Sao rồi, kiếm được việc rồi à? Phải rồi, bây giờ em làm ở một khách sạn cũng ok lắm. Được rồi, vậy thì ráng làm cho chị nha. Em nhớ đừng để bị đuổi nữa đó. Có người chị nào mà đi nói em trai của mình vậy chứ. Em không làm gì để cho chị mất mặt đâu. Em phải nhớ đó, không được làm cho chị thất vọng. Tin em một lần đi có được không? Đợi chút. Alo, má chồng chị gọi, lát chị gọi lại. Alo, dạ má hả? Nhân à, nhắc nhở con thôi. Tiệc từ thiện tối nay con với Sisa nhớ tới sớm nha. Nhớ đó, nhớ thể hiện mình nhiều một chút. Lần trước con bị như vậy, tối nay nhớ phải tạo ấn tượng tốt với họ đó. Dạ, con biết rồi má. À, áo của Sisa con chuẩn bị xong chưa? Con cũng biết Sisa nó bận nhiều việc lắm. Con là vợ nó thì con phải giúp nó nhiều một chút, đừng làm phiền tới nó. Con nghe chưa? Dạ con đã nghe rồi má. Con xong rồi thì tới sớm đi nha. Dạ, vậy chút nữa gặp lại nha. Bye bye. Hiếm hoi thiệt, cả nhà đều có mặt đầy đủ luôn. Hoạt động có ý nghĩa như vậy
nhất định phải tới ủng hộ chứ. Xì xa, ít khi thấy cậu dự tiệc cùng vợ lắm đó. Dạ phải. Chị hai, anh rể. Là em sao? Việc mới em làm là ở đây hả? Phải rồi, không ngờ anh chị cũng ở đây. Đã lâu không gặp. Nè, giới thiệu cho anh, đây là anh rể tôi, lợi hại lắm. Cảnh sát trưởng đặt cảnh sân bay đó, bắn súng nổ tung anh mà, còn đừng được. Đừng mà, đừng mà. Anh rể của anh hả? Lợi hại vậy sao? Đủ lợi hại thế nào cũng không bằng chị gái tôi đâu. Chỉ cô trai giỏi thiệt đó. Nếu không á, anh rể tôi làm gì mà dễ dụ vậy chứ. Tôi đi làm việc trước nha. Ê, bác trai bác gái, lâu rồi không gặp. Ờ, anh tên gì vậy? Dạ con tên Lượng nè, hai bác quên rồi sao? Ờ, sau khi Nhân và Sisa đám cưới xong, mình cũng không còn gặp nhau nữa. Những trường hợp này cậu cũng ở đây sao? Con làm việc ở đây mà bác. Bác gái à, đầm của bác nóng bỏng thiệt. Bác mua ở đâu vậy? Nè, đi làm việc đi, coi chừng bị đuổi nữa. Yes, madam. Vậy bây giờ con ra quầy lấy vài ly nước cho hai bác uống nha. Vậy nha. Xin lỗi. Ông Phương, bà Phương, không biết tối nay hai vị mang theo những báu vật gì tặng cho hội chúng tôi làm từ thiện vậy? Tôi mang theo một đôi bông tai hộp choàng. Mất rồi. Có tìm kỹ chưa? Chắc là bị ai trộm đi rồi. Là hắn. Lúc nãy hắn cố tình xô ngã tôi, sau đó lấy mất bông tai của tôi. Bà, tôi không có lấy đồ của bà nha. Bà Phương à, có khi nào bà để quên ở đâu không? Dạ phải rồi, tìm kỹ trước đi. Các người nhìn đi, đầu quẳng mắt chuột cũng không phải là người tốt. Phải rồi Sisa à, cậu là cảnh sát mà, xét người hắn đi. Cái bà kia, bà vừa ăn phân hả? Tôi không hề lấy cấp độ của bà xét gì. Toàn chứ. Toàn nói kiểu bình gì tĩnh vậy? Lại đã. Bình tĩnh đi. Chị hai à, em thiệt tình không có ăn cấp độ. Chị biết nhưng thì mà... ra là quen biết, hèn chi bên hắn. Ờ, bà Phương à, tôi là quản lý ở đây, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Lấy ra đi, nếu không thì vào phòng mở tủ xét người đó. Lấy cái gì chứ, tôi đâu có làm đâu. Đừng có nói nhiều nữa, vào tôi trong nói đi. Không có làm mà. Sisa, giờ tôi báo cảnh sát, kêu đồng nghiệp của cậu tới xét người hắn. Lượng à, vào phòng đi. Anh rể à, thật tình là em không có làm mà. Anh tin em, vào phòng rồi nói. Lượng à, em theo anh rể vào phòng đi, anh sẽ giúp em. Giúp mà cái gì đi chứ? Bây giờ hai người cũng không tin em chứ gì? Chị không phải. Trời ơi. Không ngờ. Đúng rồi. Mấy người nhìn cái gì mà nhanh? Đôi bông tai đó chắc chắn là tôi ăn cắp mà, phải không? Lượng à, em đừng nói nữa mà. Tôi xấu xa, tôi đã từng ngồi tù, tôi là kẻ tù. Vậy thì sao chứ? Có phải đã thất bại một lần thì suốt đời này phải bị các người khinh thường không? Lượng à, em im đi. Các người thích xét chứ gì? Được. Trời ơi, mặc đồ lại đi. Thưa bà để quên đôi bông tai trên xe rồi. Đồ ăn tới rồi. Wow, thơm thiệt đó nha. Bánh quẩy nè, cháo lòng có người thích nhất đó. Mau dậy ăn đi. Mau ngồi dậy ăn đi. Chị xin lỗi mà. Ngày hôm qua là lỗi tại chị. Nhưng mà chị cũng muốn tốt cho em thôi. Chị không muốn người khác hiểu lầm em mà. Cho nên chị đã đứng về phía người ta, nói em trai của chị là kẻ xấu. Cái thằng này thiệt tình, chị đâu có đứng về phe của người ta đâu. Em đó, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần đi gây chuyện là do chị giúp em đỡ đạn mà. Chị có bỏ mặc em lần nào hay không hả? Làm sao em có thể nói năng khó nghe như vậy với chị? Nói dễ nghe như vậy, tối hôm qua sao không thấy chị giúp em? Vậy, nếu như em là chị, ba má chồng đều đang ở đó, cả hội trường đều là bạn của ông bà. Chẳng lẽ giống như em vậy, gây cả mớ rắc rối xong thì phủi mông bỏ đi. Chị cũng phải đối mặt với họ nữa. Nói chung bây giờ em thấy không phục họ. Thì sao? Thì sao chứ? Thì em là đàn ông mà, có cần nhỏ nhen vậy không? Có cần chị phải quỳ xuống lại em không? Điền. Vậy ăn sáng đi. Để coi có ngon không cái đã. Tất nhiên phải ngon, chị đã dậy sớm đi mua đó. Có phải chỗ mình hay ăn không? Là căn kế bên. Chị hai em. Tối hôm qua em làm vậy có ảnh hưởng tới chị không? Chị hai em còn chịu được mà.
Nếu em sợ liên lụy tới chị, em làm ơn ăn cho hết đi. Chị không muốn ăn giùm em đâu nha. Chị không muốn thành thùng phi đâu. Nói mới thấy, dạo này hình như chị mập ra đó. Chị ăn uống thả phanh, anh rể bỏ chị thiệt á. Em đang trù chị đó hả? Trù chị nè. Nói thật nha, người như chị hai á, vừa mập lại dữ dằn nữa, anh rể chịu rước chị là ok rồi. Ok, được rồi. Thằng quỷ nhỏ, nói chuyện như thế ghét hả? Ăn đi. Sao sớm vậy? Cả đêm có đi đâu hả? Con có sao không? Con không sao. Hồi tối hôm qua đi uống vài ly thôi. Sao giờ lại không chịu về nhà ngủ? Con đã lớn vậy rồi, ba sợ con bị thiệt thòi sao? Ba sợ con uống sai sẽ gặp chuyện thôi. Ê, ba đừng nhây nữa. Nè, mình. Xin chào. Mọi người ăn đi. Xin ăn sớm quá vậy. Cái gì vậy? Chó của anh hả? Nè, Superman, đồ ăn có ngon không? Superman à, có phải có chuyện gì không? Tâm sự với mọi người một chút thôi. Thoải mái đi. Đồ ăn thì cũng như mọi ngày thôi. Cũng không tới nỗi tệ đâu sếp à. Tôi muốn hỏi mọi người là hồi nãy có nghe thấy cảnh sát của vùng ngồi sau lưng mấy cậu nói cái gì không vậy? Sao ba lại ở đây? Sếp, là hắn đó. Người này nè, hắn đã giữ cuối của tôi. Ê, Su Huynh, tôi đi cùng lấy lời khai. Chào, lâu rồi không gặp. Gần đây mới về Hồng Kông hả? Đúng rồi, mới về được mấy ngày. Về thăm con trai với anh. Thầy ơi, tôi lái có phải quá nhanh không? Tôi có cần phải lái chậm lại không? Thầy ơi, thầy đừng có dọa tôi nha. Thầy có sao không vậy? Thầy ơi. Tôi đụng phải cái gì vậy? Tôi chết rồi. Mẹ cô à, cô đụng phải xe tôi rồi. Dạ phải. Cô mua bằng lái hay sao? Tôi xin lỗi. Bằng lái tạm thì đừng có lái lung tung mà. Nè anh ơi, không phải vậy đâu. Thầy của tôi ổng. Ủa, có chuyện gì vậy? Ông là thầy dạy lái xe hả? Vậy người ta đụng xe tôi kìa. Vậy bây giờ phải làm sao đi? Tôi vừa mới thi được bằng lái thôi. Vậy có phải đi thi lại không? Chạy trụ sơ sơ thôi. Nếu không muốn làm lớn chuyện thì đừng báo cảnh sát, tự giải quyết đi. Vậy tôi có phải đền tiền không vậy anh? Không phải đâu. Bây giờ cô đụng trúng xe của tôi đền tiền lại cho cô. Để tôi hỏi lại chồng tôi đã. Alo, ông xã ơi, em bất cẩn đụng trúng xe máy của người ta rồi. Bây giờ em không biết phải làm sao. Ok, cảm ơn. Chỗ sửa xe báo giá rồi, dưới 1.000 đô. Vậy thì cô muốn đưa tiền mặt hay là chuyển khoản? Tôi muốn... Đợi chồng tôi tới đã. Chồng tôi tới rồi. Cô sao không? Dạ em không sao. Anh ta là chồng cô hả?
Em đụng trúng xe anh ta sao? Hai người quen nhau sao? Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Không có quen, không cần cô phải đợi nữa. Thầy à. Xếp trường, xe tôi thầy hỏi chỗ sửa xe coi hết bao nhiêu, nói tôi biết, tôi trả lại cho. Được rồi, để tôi hỏi giá rồi gọi cho sếp. Vậy tôi về trước nha. Ok, xin lỗi nghe, xin lỗi nghe. Ông xã nè, anh chàng lái xe mô tô hồi nãy là anh quen sao? Anh ta là thành viên đội ASU của anh. Nhìn anh ta có vẻ ghét anh lắm. Và cũng là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Anh vừa mới biết thôi hả? Mười mấy tuổi đã biết rồi. Vậy tại sao từ trước tới giờ anh chưa từng nói với em? Phải nói hay sao? Cái gì chứ? Là anh nói mà. Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết mà. Vậy tại sao anh có thằng em trai mà em chưa từng được biết vậy? Anh làm ơn nói gì đi được không? Anh không biết phải nói gì hết. Vậy mai mốt anh đừng nói gì nữa. Em à, em à, em nghe nói trước đi. Em nghe nói đi mà, anh không có ý muốn giấu em đâu. Vậy tại sao trước đó anh không nói với em? Bởi vì đây không chỉ là chuyện của riêng một mình anh. Lúc trước ba của anh làm những chuyện có lỗi với má của anh, nên bây giờ mới có thằng em trai này. Anh không muốn anh ta ảnh hưởng tới cả nhà của anh, em có hiểu không vậy? Vậy có phải anh còn chuyện gì chưa nói rõ với em không? Anh không hiểu em nói gì hết. Em đang hỏi anh là còn điều gì anh vẫn chưa nói rõ với em hay không? Tại sao anh không thành thật được với em vậy? Anh có gì không thành thật với em đây? Em hỏi anh cái gì anh cũng nói cho em biết hết rồi. Em còn không vừa ý nữa. Em không phải là không vừa ý, mà là em không thích. Em không hỏi thì anh không nói. Hay là em cứ hỏi hết luôn đi. Anh không muốn nói những điều mà em muốn biết. Em hỏi đi. Anh có nhớ đôi găng tay đó hay không? Anh tặng lúc em lấy được bằng lái gì? Không phải là đôi đó. Em đang nói cái đôi mà anh coi như báo vật, cất ở trong hộp để ở nhà của chúng ta. Em biết người đó chắc chắn rất quan trọng đối với anh, nhưng tại sao ở trước mặt của em anh hoàn toàn không nhắc tới cô ta? Thực ra thì cái đôi găng tay đó cũng là Fiona chứ gì. Vậy rốt cuộc ai là Fiona hả? Alo, Lượng. Em nói cái gì? Nè chị hai à, không phải tại em thật mà tất cả tại thằng giám đốc khốn nạn đó thôi. Tự nhiên đổ thừa em làm sai, còn nói sẽ trừ lương của em nữa, nên em mới tìm ổng nói chuyện. Ai ngờ tên khốn đó chưa nói được hai câu đã đánh em rồi. Thì bị đánh chẳng lẽ không đánh lại đúng không? Như lời của anh rể nói, đây gọi là phản xạ tự vệ, không phải sao? Em còn nói nữa sao? Chà, hồi nãy em nói tên anh rể, thằng khốn đó xanh mặt liền đó, còn nói muốn hòa giải với em nữa, còn lâu em mới chịu đó. Em làm ơn bỏ cái tính xấu của em đi được không? Đừng có nóng nảy như vậy được không? Nếu như vài năm trước hả, em ném thằng đó xuống lầu rồi. Đám người đó suốt ngày nói em từng đi tù, tẩy chay em. Là ai nói sẽ sửa đổi bản thân vậy? Em nhìn em bây giờ đi, giống cái gì rồi? Công việc em đã mất, bây giờ em phải làm sao đi? Chị hai à, em không làm việc này thì làm việc khác. Em không tin đến Hồng Kông này hết việc làm. Anh rể nè, hôm nay anh có lái xe không? Chở em luôn đi. Mà thôi, em tự đón xe đi. Bye bye. Bà xã, hay là chúng ta khoan nói đi. Tối nay ai cũng mệt rồi, em cũng cần thời gian để suy nghĩ thêm. Anh về nhà trước đi. Em tự mang máy đi sửa cũng được mà. Khu đó phức tạp lắm, em lại có nhiều fan, lát nữa có fan cuồng bám theo, sợ chết em đó. Vậy có phải mai mốt em gọi thì anh sẽ bay tới liền không? Yes, madam. 2 giờ sáng ngày hôm nay, đường bảo an khu Thâm Thủy Bộ xảy ra đám cháy cấp độ 3. Hiện trường có nhiều chiếc xe đạp bị thiêu rụi.
Bước đầu cảnh sát cho rằng nguyên nhân gây cháy có khả nghi, không ngoại trừ có người cố ý đốt. Đó, em nghe chưa? Dạo này thường hay xảy ra nhiều chuyện, anh không theo em sao được? Vậy cũng đúng ha, có anh người yêu vừa đô con vừa đẹp trai ở bên cạnh em, có cảm giác an toàn thật. Phải đó, vậy thì em mau nghĩ cách giữ chân người bảo vệ này nha, nếu không nó chạy mất tiêu đó. Gì chứ, anh sẽ đi hả? Nó vẫn chơi thôi. Không có vui. Baby, bạn của anh kìa, hình như là gặp trở ngại, anh xuống giúp cho anh ta nha. Ừ. Bác Tài, giúp tôi xuống. Thiên Cơ, bảy bánh hả? À, là bạn gái tôi. Dạ chào anh, tôi là An An. Bạn gái của anh nhìn quen lắm. Tôi là KOL mà, chắc anh thấy tôi ở trên mạng. Bánh xe bị bể kiểu này, đồ nghề này không làm được đâu. Mau gọi xe kéo đi. Tại sao bạn của anh lại làm mặt ngầu dữ vậy? Ảnh là vậy đó. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lần trước có nhắc tới cô ca sĩ Cherry Morton. Hôm nay sẽ bay qua Hồng Kông để mở live show. Chuyến bay dự kiến đáp lúc 12:30. Phía cục an ninh đánh giá rủi ro vẫn duy trì như cũ, là rủi ro thấp. Chúng ta cứ theo bố trí ban đầu mà tiến hành là được rồi. Về phần bố trí đặc biệt, mọi người phải nâng cao cảnh giác. Người hâm mộ Cherry Morton đã chờ sẵn ở sân bay từ sớm. Đội phiên chúng ta chia nhóm nhỏ 2 người và nhóm nhỏ 4 người. Ngoài việc phải tăng cường tuần tra, cũng phải hỗ trợ quản lý đám đông nữa. Còn nữa, anh Cẩn hôm nay nghỉ phép. Ngân, tôi theo anh tệ đội khuyển. Yes sir. Lần này đúng là vụ lớn nhất từ lúc chúng ta chính thức gia nhập ASU. Tốt nhất là làm cho chuyện lớn vào, nếu không thì làm sao người ta biết sự lợi hại của ASU Hồng Kông chúng ta kia chứ. Đừng có nói gỡ có được không? Hồi đầu mong hướng thiên, hoài nói có sứ mệnh chi ý. Mơ liên vĩnh mỹ huyền, một phân một giây, truyền vì mỗi trong trường niên. Hồi đầu mong giấc thiên, mơ liên dự lý tưởng trùng điệp. Mô gửi pha miền trên, mỗi một trong tiêu tiền, tiền miền duyên ngà yếu yếu yên sinh mục tiêu. Mỗi đoạn khảo nghiệm, mỗi đoạn trung sen, một thể đế mô liên. Tài năng sinh truyền trước một thể trọng yếu, tài năng vì trì xuân niên. Lầu lưới đại trượt huyết hẳn, mỗi đoạn liệu, trùng mỗi yếu sáng yếu thai nhân tiêu. Mô gạo trượt,